Xin chào các bạn, mai ngày tôi sẽ hướng dẫn các bạn học về các thành phần cơ bản của SAT. Thì trong buổi này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn giới thiệu đến các bạn về cái biến cái và cách sử dụng biến trong ngôn ngữ SAT. Thì tôi sẽ đi vô cái trang SAT nang này và tôi sẽ vô cái mục là đơn SAT. Đây thì ở đây đây nó nói về biến. Thì biến thì các bạn cũng cứ hiểu nó giống như các ngôn ngữ lập trình khác như là C, C sharp hay là C cộng cộng hoặc là Java. Thì biến thì nó cũng giống như kiểu ở trong các ngôn ngữ đó. Thì ở đây thì nó có một cái ví dụ về cách sử dụng biến, chẳng hạn như đây, đây là cái khai báo biến này đó, nó khai báo biến như vậy, rồi ở bên trong này thì nó sẽ sử dụng lại cái biến như vậy đó. Đây đây chỗ này là nó sẽ sử dụng biến, cái biến nó sẽ gọi đến cái biến phong tác ở trên này đó, đó hoặc là cái biến remedy conal này thì nó sử dụng ở trên này, nó đi em xuống và nó gọi này, thay vì chúng ta phải gõ các trực tiếp các ví dụ như cái mã màu này, chúng ta gõ trực tiếp vào đây hoặc là cái phông chữ ở trên này, thì thay vì chúng ta gõ trực tiếp cái phông chữ ở đây thì chúng ta sẽ gọi thông qua tên biến. Thì tên biến nó có một số cái lợi như là chẳng hạn như cái biến đó mà chẳng hạn như chúng ta muốn sử dụng ở nhiều chỗ, thì khi mà chúng ta gọi đặt một tên biến thì chúng ta thể gọi cái tên biến nó dễ dàng hơn. Ví dụ như thay vì ví dụ như cái thuộc tính này, nếu mà chúng ta sử dụng ở nhiều chỗ mà lần nào chúng ta cũng phải ghi lại như vậy thì nó rất là cực và nó cũng dễ sai sót. Còn nếu mà chúng ta sử dụng biến như vậy thì chúng ta sẽ gọi lại thì nó dễ nhớ và dễ hiểu hơn. Đó, thì tôi ví dụ như ở trong cái trang web TT Shop của tôi, thì tôi ví dụ như ở cái trang home này chẳng hạn. Hôm ở đây thì tôi có cái mã màu hồng như vậy, màu hồng phấn như vậy. Ví dụ như cái màu này thì tôi sử dụng ở nhiều chỗ, như là tôi sử dụng ở phần này, rồi ở dưới này cái phần footer tôi cũng sử dụng này. Hoặc là ở cái trang checkout, trang checkout thì ở đây thì tôi cũng sử dụng cái mã màu hồng phấn như vậy. Rồi ở cái trang my account thì tôi cũng sử dụng ở cái trang About, thì ở phần này tôi cũng sử dụng lại cái mã màu đó. Thì tôi khi mà tôi đặt, mà ví dụ tôi đặt một cái tên biến là cái màu hồng như để cho cái giá trị này, thì khi mà tôi gọi lại tôi sẽ sử dụng ở các trang còn lại thì nó rất là dễ gọi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn demo với cái trang Knocking Now này. Đây là cái đồ Z của cái trang Knocking Now đó. Thì tôi ví dụ tôi viết code cho cái trang Knocking Now, code CSS cho nó như vậy đó. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết lại bằng cái ngôn ngữ SAT. Thì tôi sẽ đi mở cái trang index này lên, và ví dụ như là tôi không sử dụng cái file main.css, thì ví dụ tôi comment nó lại chẳng hạn, rồi tôi cho save, rồi tôi sẽ refresh lại trình duyệt. Đó thì cái trang Knocking Now bây giờ nó không có cái thuộc tính CSS nào hết. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn viết style bằng SAT để mà chỉnh lại cho cái form Knocking Now này. Thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì tôi sẽ đi vô cái project của tôi và tôi tạo ra một cái folder nữa là folder CSS. Tôi sẽ tạo ra một cái folder SCS như vậy. Rồi tôi sẽ đi vô trong. Thì tôi sẽ đi tạo ra một cái file là style.scds. Tôi click cho Z. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ mở cái app lên, mở cái app lên và tôi sẽ đi mát cái đồ Z của tôi vào. Thì cái trang cái đồ Z demo smart login này thì tôi sẽ để cái đường link ở dưới cái video của tôi để các bạn có thể download về và các bạn sẽ sử dụng cái đồ Z này để mà các bạn viết chỉnh style bằng SAT cho nó, cho cái thực có thể thực hành được, sử dụng cái đồ Z này để thực hành. Thì bây giờ chẳng hạn như tôi sẽ add cái đồ Z của tôi vô. Thì cái đồ Z của tôi ở desktop thì tôi sẽ chọn cái đồ Z là demo smart login này vô. Rồi tôi sẽ ở cái mục input folder này thì tôi sẽ đi input vào cái folder SCS của tôi vô. Rồi cái output folder thì tôi sẽ output ra cái phần cái folder là CSS của tôi. Đó, tôi chọn OK. Rồi ở chỗ này thì tôi chọn là environment, thì tôi chọn là development, rồi tôi chọn là expanded như vậy. Rồi tôi sẽ mở cái file này lên.
cái file style.scs. Thì khi mà tôi click vô biên dịch thì cái file style.scs này thì nó sẽ biên dịch lại thành một cái file là style.cs cho tôi ở bên này. Thì ví dụ như tôi click cho cái đồ z này để tôi run. Đó, thì tôi click cho. Rồi, bây giờ thì nó đã tạo ra thêm cho tôi một cái file là style.css như vậy. Đó, thì cái file này là chương trình cao áp nó sẽ biên dịch ra từ cái file style.scs vào bên folder scs của tôi. Thì tôi sẽ đi vào cái file style.scs này và tôi viết code cho cái trang smart login của tôi. Đó, thì cái trang smart login này thì ở bên trên kênh YouTube của tôi thì tôi cũng có. Thì tôi cũng làm một cái trang Smart Login Page sử dụng Bootstrap Framework, rồi cái trang Smart Register ở đây. Nếu mà các bạn nào muốn tự làm luôn cái đồ Z thì có thể coi hai cái video này. Rồi bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi viết style bằng ngôn ngữ sát ở đây. Thì tôi sẽ copy luôn cái bên này qua. Thì ở chỗ này thì tôi có cái background thì tôi gán cho nó cái mã màu này. Thì ở bên trên này thì tôi sẽ đi gán cho nó một cái biến để chúng ta sử dụng. Tôi sẽ ghi chú lại là variable. Và chỗ này thì tôi sẽ gắn cái tên biến như sau. Tôi sẽ có cái dấu đô la. Và chẳng hạn như tôi cho nó cái màu là orange color. Rồi cái mã màu này thì tôi sẽ put nó lên trên. Và cái bây giờ thì tôi sẽ sử dụng lại cái chỗ này là bằng cái tên biến. Đó, tôi sẽ sử dụng như vậy. Rồi tích cho xanh. Cái phần dưới này tôi sẽ comment nó lại đi. Rồi tích cho xanh. Rồi, nó cũng biên dịch success cho tôi. Tiếp theo thì tôi sẽ đi noát cái file style này vô cái trang index của tôi. Rồi copy cái này. Thì tôi sẽ đi mất vào cái file style.scs. Đó, thì tôi sẽ chọn vào cái file style.scs ở trong cái folder css này. Thì cái file này là cái file biên dịch từ cái file style.scs. Rồi bây giờ tôi sẽ defect để trình duyệt. Đó, thì cái màu background của nó cũng trở lại cho cũ như cũ cho tôi bây giờ. Đó, thì việc mà đặt một cái tên biến như vậy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi tiếp theo thì cái chỗ này, chỗ form background này. Thì bây giờ chẳng hạn như cái mã màu này thì tôi cũng đặt cho nó cái tên biến chẳng hạn. Thì cái mã màu này thì nó cái màu nó màu tím thì tôi sẽ đặt cho nó cái là purple color. Đây và tôi sẽ put cái này lên trên. Rồi bây giờ thì tôi sẽ copy cái mã màu này xuống. Rồi tiếp vô chỗ này tôi comment lại đi. Vô sạch. Rồi bây giờ tôi defect lại. Đó thì cái màu tím thì nó đã có lại như vậy. Đó thì việc mà cái sử dụng cái tên biến như vậy thì khi mà cái mã màu thì chúng ta sẽ sử dụng trong trường hợp mà cái mã màu mà chúng ta cần sử dụng ở nhiều chỗ hoặc là một cái thuộc tính gì đó mà chúng ta cần sử dụng ở nhiều chỗ thì chúng ta sẽ đặt cho nó một cái tên biến thì nó sẽ dễ sử dụng hơn. Bây giờ thì tôi sẽ không comment nữa. Còn ở dưới này thì cái btn login đây thì đây là cái class là btl login này, tôi cái button mà login đó thì cái button login thì tôi thì cái button login thì tôi sẽ cho nó các style như vậy và cái màu background của nó thì tôi cho như vậy. Thì cái background này chẳng hạn như mà nếu mà cái mã màu này tôi chỉ sử dụng ở có một chỗ thôi thì chúng tôi xài trực tiếp như vậy. Thì tôi xài trực tiếp như vậy. Còn nếu mà chẳng hạn như cái mã màu mà nó xài ở nhiều chỗ thì chúng ta nên đặt cái tên biến cho nó để chúng ta có thể gọi lại ở các trang khác cho nó dễ dàng. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi defect lại trình duyệt. Đó thì cái trang login của tôi là nó lại giống như cái trang login vừa nãy mà tôi viết bằng CSS vừa nãy. Rồi, bây giờ thì hiện tại bây giờ thì tôi viết lại cho nó là bằng ngôn ngữ sát. Như vậy là bữa nay tôi đã hướng dẫn các bạn giới thiệu về cho các bạn về cái cách sử dụng biến ở trong ngôn ngữ sát. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây.
Thì ở buổi tiếp theo là buổi 6 thì tôi sẽ giới thiệu về các bạn về cách sử dụng Mixin trong ngôn ngữ SAP. Thì xin hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.